cái chữ P đó, cái chữ P đó các anh chị ưa đọc thành cái chữ PH phải không nào? Thí dụ như là let's see. Thí dụ như chữ chữ gì ta? Yes, ví dụ như chữ này. Okay. Chữ này là pet chứ không phải là pet. Phải không? Có ai đọc vậy không? Hello Tammy. Chữ P á. Yeah, chữ P chứ không phải là chữ PH. Okay. Mình phải bấm chặt hai cái môi lại mình mới đọc được ra là chữ ra là chữ pet chứ không phải là chữ fat. Hay là chữ chữ nào nữa ta? P. Yeah, thí dụ như chữ này. Đây là pat. Okay, pat chứ không phải là fat. Chứ không phải là chữ này. Yeah, chứ không phải là chữ này. Các anh chị đọc thành chữ PH đó. Không phải là fat. Okay. Pat chứ không phải là fat. Okay. Yeah. Chữ P đừng có đọc ra chữ PH nha. À, chữ gì nữa này ta? Nhiều lắm, hôm qua trong nhà thờ tiếng Nga mấy người đọc như vậy mà sửa không được, phải bậm chặt cái môi lại, bậm chặt cái môi lại mới đọc ra chữ P được, còn nếu không bậm hai cái môi lại thì đọc ra chữ PH đó. Không phải PH, okay. P, poor. Yeah, poor chứ không phải là full. Không phải là full. Không phải là full như vậy mà là poor. Okay, poor. Bấm chặt hai cái môi lại. Let's start. Mình sẽ học tiếp cái bài adjective. Phải không các anh chị? Hôm nay mình sẽ học cái phần thứ tư. Where is it? Yeah, it's right here. Position of adjective. Vị trí của tính từ. Có bao nhiêu vị trí các anh chị? Tính từ thường thường có bao nhiêu vị trí các anh chị biết không? Ba vị trí nào? Có gì lấy tính từ thường thường đứng trước danh từ phải không? Right. Thường thường mình thấy nó đứng trước danh từ phải không? Sao động từ to be là hai, trước danh từ là hai, rồi còn gì nữa? Sau danh từ là ba. Right. Sau danh từ. Tính từ có đứng sau trạng từ không? Đâu tính sổ. Có không? Không có đâu. Có đứng sau trạng từ không? Không có. Có trạng. Tính từ đứng sau trạng từ. Yes. Có. Phải không? Yes, có. Ví dụ như mình nói very long. Phải không? Very long. The table is very long. Có phải không? Trạng từ, tính từ, trạng từ. Could you give me an example? Example, darling chance. Trạng từ, tính từ, trạng từ.
Oh, cái das có nghĩa là tính từ or chẵn từ, right? Tính từ or chẵn từ. Yeah, tính từ nó sometimes nó cũng đứng sau chẵn từ. Ví dụ như cái câu very long. Phải không? Very là chẵn từ, long là tính từ. The table is very long. That's good. Okay, let's start. Hỏi thử các anh chị thôi. Okay, bắt đầu nha. Okay, mở cái bài ra mới được. Okay, attributive adjectives are usually used before the nouns they qualify. Determiner, number, physical, prescription, color, proper, material noun is adjective. Những cái này hôm qua mình list rồi đó, phải không? Cái tính từ mà để bổ nghĩa đó, những tính từ để bổ nghĩa thường thường dùng trước những cái danh từ mà nó qualify là gì? Dạ, em nghe Mà thôi. nó gì ta? Mà nó mà nó đủ điều kiện đó. And determine number of physical prescriptions on đó là cái the order of adjective. Nghĩa là thứ tự tính từ á. Mình phải thuộc lòng cái này nha các anh chị. Oh, I think we miss evaluate too, right? Mình còn thiếu một cái nữa là evaluate. Let me correct in my text first. Determine a number. Evaluate. Evaluate. Yeah, we miss one item, right? Không các anh chị? Không, mình thiếu cái evaluate, right? Theo thứ tự hôm qua đó. Anh chị nhớ không? Phải không? You miss one item. Right? Evaluate. Physical prescription. Physical prescription thì nó có gì các anh chị? Size shop, phải không? Hai chữ chữ S nó đi liền với nhau. Size shop rồi tới weight. Là tới gì nữa? Các anh chị nhớ bài hôm qua không? Sau cái weight thì là participle and adjective, phải không? Sau cái participle adjective thì tới hai cái nó đi liền với nhau, nó giống giống tự tự nhau là cái gì đó, temperature and humidity, phải không? Rồi cuối cùng mới tới age. Đó là physical description. Rồi mới tới color proper. Color proper đi liền với nhau tại vì nó có
chữ ô ở trong đó đó, nhiều khi mình học mình phải tìm những cái trick để mình nhớ tới già luôn, phải không các anh chị? Rồi mới tới hai cái cuối cùng là material and knowledge adjective. Trước nhất là tính từ, thường thường nó đứng trước danh từ. Okay. Thí dụ all books a book, I mean a book, my book, that book, another book, which book, first book, one book, many books. Thành ra những cái chữ mà all, a, my, that, another, which, first, one, many, large, new, red, American, large, print, book. Đó là tính từ, large, print. Okay. Đó là vị trí thứ nhất. Bây giờ vị trí thứ hai của tính từ. Adjectives are sometimes laid after nouns for the sake of emphasis. Đó là gì? Tính từ chính thỏ nó cũng để sau cái danh từ, dùng để nhấn mạnh. For the sake là gì các anh chị? For the sake là gì? Of emphasis là gì? Yeah, I want that silk red. Cho thí dụ nha. Let me close this one first. Cho thí dụ. Secretary General là gì? Angry Tiger? I don't know. There lived an old man strong and quick with it. Là gì? Cái there ở đây mình gọi là there ở đây mình gọi là gì các anh chị? Nó không phải là, nó không phải là subject phải không? Câu này cái an old man là delay subject. Hay là mình một ở đó sống một một người đàn ông mạnh mẽ và gì? Và nhanh trí á. Okay, và nhanh trí đó. Câu này các anh chị dịch sao? Cái này các anh chị nhìn sao? Mình phải dịch ngược trở lại. Một người đàn ông lớn tuổi, mạnh mẽ và nhanh trí, sống ở đó đó. Thế mình phải dịch ngược lại như vậy. Sống ở đó đó. So get strong and quick with it. Đó là adjective. Okay. Đó là tính từ, nó đứng đằng sau để nhấn mạnh. Cái người đàn ông đó rất là mạnh mẽ. Hay là câu này, he was a great man through full and fearless. Ông ta là một người rất là trung thực và không biết sợ là gì, không biết sợ là gì. Một người đàn ông tuyệt vời, trung thực và không biết sợ là gì, liều lĩnh và liều lĩnh. Đó là vị trí thứ hai của tính từ. Bây giờ vị trí thứ ba của tính từ. Adjectives
are always played after works. I mean words. Like something, everything, anything, nothing, somebody, everybody and somewhere. Tính từ thường thường đứng sau những cái chữ này. Thí dụ, yes, let us go somewhere quiet. Quiet. Chúng ta hãy đi tới cái nơi mà nó yên lặng á. Nơi chị dịch đi, cái chị dịch hay hơn chúng mình. Yên tĩnh và yên tĩnh. Chúng ta tìm đi tới cái nơi yên tĩnh đi. I heard something interesting today. Tôi nghe một vài chuyện rất là thú vị hôm nay. Hay là câu này. Nothing logical ever happens there. Câu này dùng sao các anh chị? Không có cái gì mà nó xảy ra một cách xảy ra đúng ở nơi đó hết trơn, phải không? Logic. Logic là gì? Là nó không có đúng á, phải không? Không có đúng á. Câu này diễn sao cho hay các anh chị? Câu này diễn sao cho hay? Hợp lý và không có gì mà xảy ra một cách hợp lý, một cách hợp lý ở nơi đó hết trơn á. Đấy. Ok rồi. Đó là vị trí thứ ba. In a phrase, in phrases such as the following, the adjective always follows the noun. Chị coi câu này nha. Cái này dịch sao các anh chị? Time immemorial. Cái thời xa lơ xa lắc á, dịch như vậy, thời xưa đó. Thời xưa đó, thời xa lơ xa lắc á. Right? So immemorial là adjective. Hay là câu này. Air apparent, I mean apparent, apparent, air apparent. Là gì? Cái người thừa kế hiển nhiên. Ok. Cái người thừa kế hiển nhiên. Nên là mình thường nghe cái câu này. Alexander the Great. Yes. Đại đế Alexander. Phải không các anh chị? Alexander. Đại đế Alexander. Alexander the Great. Hay là câu này. God Almighty. God Almighty là gì? Mình dịch theo đạo Công giáo dịch là Thiên Chúa toàn năng. Thiên Chúa toàn năng. Hay là câu này. President elect.
President elect là gì? Ông tổng thống đắc cử. Okay, tổng thống đắc cử. And một vị trí nữa của tín tự. An infinitive is usually introduced by two and used as an adjective. Cái này có nghĩa là nó cái tính từ mà nó infinitive có nghĩa là nó là verbal, phải không các anh chị? Thí dụ câu này verbal mà là infinitive thì nó cũng đóng vai trò làm tính từ. Cái này mình học rồi phải không các anh chị? Trong câu nó không phải là động từ mà nó là tính từ. Thí dụ câu này: That is the most important thing to remember. So to remember đây nó sẽ là tính từ. Nó là verbal, phải không các anh chị nhớ không? Verbal nó có ba loại: gerund, động từ có ing, participle, động từ có cũng có ing hay là có ed hay là ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc, và loại cuối cùng là infinitive là động từ ở cái base form, có nghĩa là động từ có chữ to nhưng đứng trong câu nó không phải là động từ mà nó sẽ là tính từ. Nó bổ nghĩa cho thing, important thing ở đây. Đó là một vị trí của tính từ nữa, một vị trí khác của tính từ. Đó là điều quan trọng nhất phải nhớ. Cái nào cũng quan trọng hết, phải nhớ hết những cái vị trí của tính từ. Predicate adjectives can be placed after be and other linking or senses verbs like seem, appear, become, look, feel, and etc. Nghĩa là tính từ thường thường nó đứng sau cái động từ to be, hay là những cái động từ, hay là những cái linking verb. Tiếng Mỹ không biết dịch linking verb là gì. Linking verb là những cái động từ mà mình không có thể mình thấy được, mình nếm được, mình nghe được. Ok. Thí dụ như động có nghĩa là nó không phải là action verb. Nếu không phải là action thì nó sẽ là linking. Thì nhớ điều này ngoại trừ nói là helping verb thì mình không kể, helping thì mình không kể. Còn ngoài ra nếu không phải là action thì bắt buộc nó sẽ là linking. Ví dụ như động từ to go, mình thấy cái chân, mình thấy cái chân của người đó nhúc nhích, đó là action. Động từ to eat, thấy cái miệng của người đó nhép nhép, đó là action, mình thấy được. Nhưng mà động từ to think, think là ở trong đầu của cái người đó, sao mình thấy cái think của họ được, right? So đó là linking. Okay. Thì tính từ thường thường nó đứng sau những cái động từ to be hay là linking. Okay. Linking. Yeah, sao thấy được? Cho thí dụ nha. Thấy ở đây là cái người ngoài đứng nhìn, nhìn cái người kia có thấy được cái hành động của cái người kia hay không? Khái như vậy. The animal is happy. Tim feels hot. The music sounds good. Even cái the music nó sao được không các anh chị? Cái the music tự động nó sao được hay không? Hả? Cái the music tự động nó sao được hay không? Không. Mình phải mở nhạc nó mới sao ra, phải không các anh chị? Chứ đâu có tự động mà nó sao đâu, phải không? Mình phải mở nhạc nó, right? Thành ra
mình coi cái chủ từ ở trong câu nó có làm được cái hành động đó hay không. Thế thì cái music nó đâu có tài đâu mà nó mở nhạc, nó đâu có tài đâu mà nó đánh trống, phải không? Nó đâu có tài đâu mà nó đờn, phải không? Có người nào đó phải mở nhạc nó mới sao được. Thế thành ra cái is này mình đâu có thấy cái is đâu, cái is mình đâu có thấy nó nhúc nhích đâu, phải không? Mình đâu có thấy cái feels nó nhúc nhích đâu. And cái music nó không có làm được cái sound. Okay. Thành ra đây là linking, nghĩa là nó không phải là action. Thành ra những cái chữ mà sau cái động từ to be như là happy, hay là sau cái linking feels, hay sau nó sẽ là adjective. Nên cái phần này quan trọng là mình đi. Okay, I will mention the more detail. Từ cái này mà mình sẽ cần phải biết cái này luôn, rất là quan trọng. Why action verbs are modified by adverbs, linking verbs are followed by adjectives. Anh chị nhớ nha, đứng sau cái action thường thường nó là trạng từ, nhưng mà đứng sau cái linking thường thường nó là tính từ. Thế nhớ điều này nha. Cho thí dụ nè, I sing, ví dụ đi, I sing I sing well hay là I sing good? Anh chị nghĩ well đó là trạng từ, good đó là tính từ. I sing well hay là good? Well, okay. Chứ mình muốn nói là I sing good, right? She OK, cho thí dụ trong bài đi. This cheese smells strong, not strongly. Tại smell ở đây nó là linking. Tại sao nó là linking? Tại vì cái chủ từ là cái cheese. Cái chi nó không có cái lỗ mũi, phải không các anh chị? Nó không có cái lỗ mũi để nó ngửi được, phải không? Thành ra nếu mà nó không làm được cái hành động đó thì đó, cái hành động đó sẽ là linking. Ok anh chị, mình phải hiểu như vậy. Mình coi cái chủ từ nó có làm được cái hành động đó hay không. Nếu mà không làm được cái hành động đó thì cái hành động đó là cái verb, sẽ là linking. Ok. Thêm một câu khác nha. This substance tastes sweet, not sweetly. Cái chất đó thì cái này dịch sao các anh chị? Có vị ngọt, nếm ngọt, cái vị ngọt, cái vị đó, cái substance đó, cái substance là một cái món gì đó, okay, một cái món gì đó, hay là một cái chất gì đó, một cái dung dịch gì đó mà mình làm ra đó, và một cái chất hay một cái dung dịch gì đó thì có vị ngọt, thấy vậy, not sweetly. Tuy nhiên có một vài cái sense verb giống như là động từ to smell, động từ to taste, nó vừa là linking and nó vừa là action luôn. Mình phải tưởng tượng, anh chị phải phải có đầu óc tưởng tượng phong phú mới nhận ra cái nào là linking, cái nào là action. Ok, thí dụ
mid chứ không phải là mid turtle. Cái gì chánh để phía sau nha, angry tiger. Cái gì chánh để phía sau? Mình nói về cái thịt hay là mình nói về con rùa? Hả? Mình nói về cái thịt hay là mình nói về con rùa? Nói về cái thịt phải không? Cái thịt rùa phải không? Thành ra cái thịt để ở phía sau. Turtle meat. I mean, keep reminding you this. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Câu này nha. And câu này. Hai câu này, câu nào đúng, câu nào sai? The dog smell bad. The dog smell badly. Câu nào đúng, câu nào sai? Ha. First one is right, the second one is wrong. Phải không? Hai câu đều đúng hết. Một câu đó là mình ngửi. Okay. Cái câu đầu đó là mình ngửi. Mình ngửi cái con chó nó hôi quá đi. Okay. Mình ngửi con chó nó hôi quá đi. Chủ nó không chịu tắm cho nó mấy ngày rồi nó hôi quá đi. Okay. Câu đầu đó là mình ngửi. Chứ không phải là con chó nó ngửi. Thành ra cái câu đầu con chó nó không làm được cái chuyện này. Right? Nó không làm được chuyện này mà mình là cái người ngửi. Con chó thấy nó hôi quá. Còn câu thứ hai là có con chó nó ngửi. Okay. Cái con chó nó ngửi. Con chó nó có lỗ mũi phải không các anh chị? Phải không? Nó có thể nó hít 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 phải không? Đấy. Đồng ý không nào? Có nghĩa là câu thứ hai có nghĩa là the dog odor is unpleasant. Có nghĩa là con chó nó câu thứ hai không biết vì sao các anh chị hiểu không? Dạ, yeah, con chó nó ngửi được cái mùi hôi á. Okay. Còn câu đầu là mình ngửi con chó nó, mình thấy nó hôi. So in the first one, smell is a linking verb, and it takes an adjective bad, not badly. And the second one, smell is an action verb, so it takes an adverb badly. Cái câu thứ hai có nghĩa là something is wrong with the dog's sense of smell. He doesn't want to eat because he smells something badly. Thấy như vậy. Anh chị coi hai câu này. Coi cái chủ từ nó có làm được cái hành động đó hay không. Nếu nó làm được thì đó là action. Còn không làm được thì đó là linking. We taste the fine wines. Thành ra fine cái câu đầu đó sẽ là adjective. Tại vì nó đứng trước cái danh từ, nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Còn câu thứ hai, the wine tastes fine, thì cái câu thứ hai chủ từ là rượu. Rượu nó đâu có cái lưỡi đâu mà nó nếm được, phải không? Đây là mình nếm chứ không phải là cái rượu nó nếm. Thành ra chủ từ không làm được cái hành động taste. Thành ra cái hành động đây nó sẽ là linking. Và nếu mà nó là linking thì find ở đây sẽ là adjective. Okay. Câu này. And câu này. Câu này.
Cái vấn đề khó đây là làm sao cắt nghĩa cho các anh chị hiểu mới được. He looked calm. He looked calmly at the angry crowd. Cái câu đầu he looked calm, ông ta nhìn cái câu đầu là mên nhìn ông ta. Okay. Mên nhìn ông ta, mình thấy ông ta rất là bình tĩnh, chứ không phải là ông ta nhìn. Các anh chị hiểu rồi chứ gì phải không? Thành ra cái câu đầu, cái chủ từ nó không có làm cái hành động này, mà người khác làm cái hành động này. Thành ra cái chủ từ mà không làm được cái hành động này thì cái come ở đây bắt buộc nó phải là adjective. Okay. Anh chị hiểu rồi phải không? Mình phải coi cái chủ từ có làm cái hành động đó hay không, rồi từ đó mình mới quyết định là đó là linking hay là action. Okay. Còn cái câu thứ hai, cái này mình có thể mình nhìn thấy được cái hành động của ông ta đang làm. He looked calmly, có nghĩa là ông ta cố tình tỏ vẻ ra là một cách rất là bình tĩnh. Okay. Ví dụ như là cái đám đông đó đang la hét ông ta, okay, đang la hét ông ta một cách giận dữ. Right. Thì thay vì ông ta cũng la hét lại hay là ông ta trợn mắt đồ này kia, ông ta trợn mắt đồ này kia đã khá như vậy, nhưng mà ông ta không có thèm làm vậy, ông ta tỉnh bơ. Okay. Ông ta tỉnh bơ, right? Ông ta đứng nhìn một cách tỉnh bơ, mình có thể mình thấy được cái khuôn mặt của ông ta rất là trầm tĩnh, right? Nhưng mà làm sao làm được? Đó là ông ta làm cái khuôn mặt, chính ông ta làm cái khuôn mặt bình tĩnh, okay? Chính ông ta làm chứ mình không có thể làm được cái điều đó. Anh ta ở đây cái chủ từ nó làm cái hành động này, right? Thành ra khi mà cái chủ từ nó làm cái hành động này thì đó là action. Okay. Động từ to look ở đây nó sẽ là action. Các anh chị hiểu rồi phải không? Đấy. Rồi. Ok. Cho một thí dụ nữa nha. Ok, cho một thí dụ nữa. Thôi đủ rồi. Thôi đủ rồi. Giờ mình qua cái cách khác nha. Qua cái câu này cũng rất là hay. Anh chị cứ nhớ điều này, mình coi cái chủ từ có làm cái hành động đó hay không. Cái chủ từ trong câu nha, có làm cái hành động đó hay không. Nếu mà làm được cái hành động đó thì nó là action, còn không làm được cái hành động đó thì nó sẽ là linking. Okay. One more. Coi hai câu này nha. Cái câu này cái động từ nó là action hay là nó là linking các anh chị? Hả? Câu này nó là action hay là linking? Yeah, đây là action. Tại sao? Tại vì mình thấy được cái chủ từ nó làm cái hành động đó. Cái con chó nó đưa cái lỗ mũi đó, nó hít hít đó, nó ngửi ngửi đó, cái đôi giày của cái người đàn ông. Okay. Và yeah, con chó nó mình thấy rõ ràng nó lợi gần cái đôi giày, nó đưa cái lỗ mũi nó hít 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 đó không, thành ra mình thấy cái hành động này, right, thành ra đó là linking, I mean đó là action, I'm sorry. Làm sao mình biết, còn một cách để mình nhận ra khi nào nó là action, khi nào nó là linking, cái trick này rất là hay các anh chị. A quick way to tell
Whether a verb is functioning as a linking verb is, để Kimmy để hai chấm ở trong bài cho nó rõ ràng hơn. Okay, let me repost this. Anh chị thấy một câu mà nó dài thò mà nó không có dấu chấm, dấu phẩy gì hết trơn á. Okay, làm cho mình sẽ confused. A quick way to tell whether a verb is functioning as a linking verb is, okay, stop right there, to see whether you can replace it with a form of the verb to be and still have reasonable sentence. Có nghĩa là gì? Cái cách mà nhanh nhất để mình có thể mình nói là cái động từ, đó là cái động từ nó được functioning là được gì các anh chị? Được chia như là một cái linking verb. Thì làm gì? Nó có cái chức năng là đóng vai trò là linking verb. Thì mình sẽ thấy nếu mà mình có thể mình thế nó bằng cái động từ to be được hay không? Ok. Nếu mình có thể thấy nó cái động từ chánh đó, cái động từ đó đó, mình muốn biết nó là linking hay là action, thì mình thấy cái động từ đó bằng cái động từ to be. Okay. Nếu mà thấy được á thì nó sẽ là gì nào? Nó sẽ là linking. Đúng không các anh chị? Còn nếu mà thấy không được á thì nó sẽ là action. Ok. Giờ mình làm thử nha. Ok. Bây giờ đố các anh chị động từ smell ở đây đó là linking hay là action. Mình thế vô bằng động từ to be coi được hay không? The dog smelled bad. Giờ mình nói the dog was bad. Nó có make sense không? Được hay không các anh chị? Được không? Nếu mà mình thấy vô động từ to be mà mình đọc mình vẫn hiểu, ok, mình vẫn hiểu, các anh chị phải nhớ điều này. Mình đọc mà mình vẫn hiểu thì đó là linking. Đó có nghĩa là động từ to smell ở đây sẽ là linking. Các anh chị hiểu rồi phải không? Nếu mà thế vô động từ to be mà cái câu mình đọc nó vẫn hiểu thì cái động từ mà mình thế vô sẽ là linking. Ok. So động từ to smell ở đây sẽ là linking. Right? Right, clear rồi phải không? Does make sense to you? Rồi đố các anh chị cái động từ to smell ở đây. No, mình phải biết khi nào nó là linking, khi nào nó là action để mình phải sử dụng nó là adjective hay là adverb. Ok. Hương Bụi hiểu chỗ này không? Mình phải nắm vững cái này trước đã. Right. Mình phải kiếm cái linking để mình mới dùng cái adjective. Ok, nó có relate với nhau. Đó các anh chị, động từ to smell ở đây nó là linking hay là action? Các anh chị thấy vô động từ to be vô thử coi cái câu nó có make sense hay không. Giờ mình thấy vô nè. Ok. Cái câu này nó đúng hay không? Đâu đúng đâu. Con chó là con chó. Cái đôi dài là cái đôi dài. Con chó không thể nào là cái đôi dài được hết trơn, phải không? Thành ra mình thấy vô không được thì cái động từ to smell ở đây sẽ là action. Các chị hiểu rồi phải không? Cái này hay phải không các anh chị? Cái trick này nó hay phải không? Đấy. Nó ẩn dụ gì? Cái này không có
Cái này nói cái trường hợp chung chung nha, mình không có nói những cái trường hợp mà lắt léo hay là gì đó, hay không nói những trường hợp lắt léo hay là ngoại lệ nha. Ok, bên này mình nói chung chung. Ok, Rosemary hiểu, hiểu tụi mình nói không? Cái này mình nói chung chung, ok, không có được nói lắt léo hay ngoại lệ. Ok rồi. À, một cái vị trí của tính từ khác nữa nha. Yeah. Phải anh nói ngay thẳng. Some adjectives beginning with the letter A are used mainly in predicative position. So there's a phrase, a float, a light, a like, a left, along, a slip, a wake, etc. Before now, we use other words. Các anh chị thấy, he is afraid. Đó là tính từ. He is afraid. But nếu mà nó đứng trước cái danh từ, mình không có nói là he is an afraid man, mà mình phải nói là he is a friend man. Mình phải dùng chữ khác. Đó là cái định nghĩa nó nói như vậy. Nhưng đứng trước danh từ thì nó sẽ mình phải dùng cái chữ khác. Okay? He's a friend man, not he's an afraid man. Hay là câu này. Can you eat a live fish? Hay là the fish is still alive. Not is still live. I mean love, right? Mình không nói như vậy, still life. Mình không nói như vậy. Hay là câu này. Cái này nhiều khi mình không biết các anh chị, mình dùng chọc lót. The sleeping baby. But the baby feels asleep, not feel sleeping. Okay? Yeah, mấy cái này mình phải thuộc lòng thôi. Mình phải nhớ và thuộc lòng thôi. Okay. Yeah, mình phải nhớ và thuộc lòng thôi. Nó không có luật lệ gì hết trơn. Ok, hay là cái này. I want to be alone. But a lonely house stood by itself in the hill, not a long house. Anh chị thấy không? Cái lonely mình tưởng nó là adverb. Adverb thì làm sao đứng trước cái danh từ được, phải không các anh chị? Nhưng mà đây là cái cách mình phải nói. Okay. Please explain what? Cái này không có explain gì hết trơn đó. Đây là cái cách mà nói cho nó đúng thôi. Okay. Nói cho nó đúng thôi. Hỏi tiểu mi tại sao phải explain, I don't know how. Hay là câu này. Tiểu mi cho nhiều thí dụ để các anh chị nhớ mà nói chuyện. Ok. Còn nói tiểu mi nói tại, hỏi tiểu mi tại sao, I don't know. My elder sister is a doctor, but she is older than me. Mình không có nói but she is elder than me, nghĩa là đứng trước danh từ nó nói cái cách khác, right? Và hỏi sao ai biết tại sao, và phải học thuộc lòng. Ok, chị mình nói rồi, nó không có luật lệ gì hết trơn. Đây là cách mà người ta thường nói, phải học thuộc lòng. Hay là câu này.
They have a nice little house, but their house is small, not little. Không các anh chị? Hay là câu này. She's ill, but he's unhealthy child, not an ill child. Phải như vậy. Anh chị nghe nhỏ hả? Anh chị nghe nhỏ hả? You hear me loudly and clearly? Rõ mà phải không? Yes. Okay. Who looks after the sick people? Who looks after the sick people, not ill people? Ok, rồi một trường hợp khác nữa. Cái này cũng hay nè các anh chị. Some adjective can be used only attributively or only predicatively, and some change their meaning when moved from one position to the other. Giống như là bad and good, big and small, heavy, light, late and early, or new. I think I missed that one. Những cái tính từ big, good, hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? Oh, sorry, kéo dài ra quá. Big eater, eater is big, khác nhau chỗ nào? Hai cái khác nha các anh chị. Eater là cái người ăn. Ok, cái người ăn. Eater là cái người ăn. Big eater. Eater is big. Big eater có nghĩa là cái người ăn khỏe. Ok, người ăn nhiều á, big eater là cái người ăn nhiều. Còn eater is big là cái người ăn đó, cái người đang ăn đó thì họ nó bự con. Thế. Cái chị hiểu phải không? Yeah, thì không phải khó mà tại vì mình chưa có biết chứ không phải khó. Ok, tại mình chưa có biết. Hai câu này khác nhau chỗ nào các anh chị? A small farmer. The farmer is small. Farmer là cái người nông phu hay là cái nông trại. Câu nào? Phải nói rõ hai câu. Yeah, cái câu đầu á là cái nông trại nó nhỏ, ok?
cái câu đầu a small farmer is means a man who has a small farmer. Okay. Cái nông trại nó nhỏ, người đàn ông có một cái nông trại nhỏ. Còn cái câu thứ hai là cái người nông dân á, nó nhỏ con. He's a small man physically. Okay, physically. Khi mà cái tính từ mà đưa nó đứng sau cái động từ to be đó, thì cái tính từ nói lên cái tính chất của cái chủ từ. Nói lên cái tính chất của cái chủ từ. Còn cái tính từ mà nó đứng trước cái danh từ thì nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Chị không, nó nói rõ ràng, nó bổ nghĩa cho cái danh từ đó. Còn đứng sau động từ to be thì nó sẽ nói lên cái tính chất của cái danh, của cái chủ từ. Như hai câu này nha. Cái này thì chắc các anh chị hiểu rõ hơn à, cái này nó rõ ràng hơn à. Đấy, mà hy vọng các anh chị cũng cũng hiểu. An early hay là a late train, hay là the train is early hay là the train is late, nó khác nhau chỗ nào các anh chị? Các nghĩa hai câu luôn please. Cái câu đầu tiên nghĩa là gì? Cái câu đầu tiên, nói câu đầu tiên trước đi. Một chuyến tàu muộn nghĩa là gì? Phải nói rõ tàu muộn nghĩa là gì. Câu đầu tiên đó, nói tiếng Việt theo tiếng Mỹ nghĩ là nó như vậy nè. Ok, chiếc xe lửa đó nó được schedule to run early hay là to run late in the day, phải không? Chiếc xe lửa đó nó được schedule là gì? Chiếc xe lửa nó chiếc xe lửa đó nó được khởi hành sớm và nó được sắp lịch là sẽ khởi hành sớm. Ok, phải không? Hay là sợ khởi hành trễ? Thay vì mỗi ngày đó nó sẽ khởi hành lúc 8 giờ, nhưng mà hôm nay đó nó được sắp lịch là nó sẽ khởi hành lúc 7 giờ hoặc là lúc 9 giờ. Ok, nghĩa là hôm nay đó. Còn cái câu thứ hai đó là chiếc xe lửa đó nó khởi hành lúc 8 giờ nhưng mà hôm nay nó lại khởi hành lúc 9 giờ. Không có ai sắp đặt nó hết trơn đó, mà tại vì nó bị trục trặc. Ok, anh chị hiểu không? Câu thứ hai đó, không có ai sắp đặt nó khởi hành lúc 9 giờ mà tại cái bánh nó hư hay là gì á, cái đường ray xe lửa nó bị trục trặc á. Ok, thành ra nó khởi hành trễ. Chị hiểu rồi phải không? Hiểu rồi phải không? Một cái đó là người ta cố tình người ta làm cho chiếc xe lửa nó trễ hay là nó sớm. Còn một cái là không có cố tình mà tại vì nó bị trục trặc nên nó trễ. Ok, rồi các anh chị hiểu rồi phải không? Say yes please. Còn không thì nói nữa. Nói chừng nào cho tâm phục khẩu phục thôi. Hiểu rồi phải không? Rồi, cảm ơn.
có thắc mắc không? Ok, một câu khác nữa nha. Nói lại hả? À. Đây là mid-range down. Thử coi các anh chị hiểu không? Có người PM nó nói lại kìa. This mean a trend catcher to rent early or late or late in the day. Thì câu thứ nhất có nghĩa gì vậy? Câu thứ nhất là người ta cố tình sắp đặt nó chạy trễ hay là chạy sớm. Okay. Sắp đặt nó chạy trễ hay là chạy sớm, người ta cố tình. Okay. Còn câu thứ hai đó thì có nghĩa là chiếc xe lửa nó bị trục chặt nên nó khởi hành sớm hoặc là nó khởi hành trễ. Cái như vậy. Câu thứ hai không có ai cố tình làm chuyện này hết trơn mà tại chiếc xe lửa nó bị trục chặt. Cái gì? Okay. Rồi tiếp tục nha. Trả lời rồi phải không? Ok, một điểm khác nữa. Cho thí dụ nữa hả? Các anh chị coi hai câu này nha. Câu này and câu này. The last interesting chapter. The interesting last chapter. Cắt nghĩa đi. Cắt nghĩa đi. Quýnh ai vậy? Quýnh tự mi nè, chém gió. Còn Liverpool cắt ai vậy? Cắt tiểu mi nè cho nó lẹ. Trong giờ học mà quýnh lộn với nhau thì quýnh lộn với tiểu mi cho rồi đi. Thế chào quý cận. Ok, bây giờ câu thứ nhất nghĩa là gì nè? Câu thứ nhất nghĩa là gì nè? Cắt nghĩa câu thứ nhất đi. Và cắt nghĩa câu thứ nhất nè, cái chương cái nghĩa câu thứ nhất nè, câu thứ nhất trước nha, cái chương thú vị cuối cùng, phần thú vị cuối cùng của cái phần chương hay cuối cùng. Ok, câu thứ nhất có nghĩa là thường thường đó các anh chị, mình nên dịch từ đằng trước ra, I mean khi mà có nhiều cái tỉnh từ đó thì mình dịch từ đằng sau ra đằng trước. Đây là cái trick để mình hiểu. Ok, dịch từ đằng sau ra đằng trước. Cái chương thích thú cuối cùng, phải không? Mình sẽ dịch như vậy phải không? Phải không? Cái chương thích thú cuối cùng. Right. Cái câu này có nghĩa là cái
câu này có nghĩa là chỉ có cái chương này đó, ok, nó thú vị nhất, và đây là cái chương thú vị nhất cuối cùng. À, những cái chương sau nó không còn thú vị nữa. Các anh chị hiểu không? Cái chương này là cái chương cuối cùng thú vị nhất. Ví dụ như nó có 10 chương thì mình đang đọc cái chương thứ 5 rồi chương 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình mới coi lại, mình nói ô cái chương thứ 5 là cái chương thú vị cuối cùng nhất. Còn chương thứ 6, chương thứ 7, chương thứ 8, chương 10 gì đó nó không có thú vị gì hết trơn. Ok. Don't ask me how old am I? How old I am? Các anh chị hiểu được phải không? Đây là cái chương thú vị cuối cùng, chứ không phải là chương cuối cùng. Ok. Phải không? Các anh chị hiểu chưa? Say yes đi please. Đây là cái chương thú vị cuối cùng. Ok. Mấy cái chương sau nó không còn thú vị nữa. Ok, đó là câu câu thứ nhất. Còn cái câu thứ hai. Mình cũng dịch từ đằng sau ra đằng trước. Cái chương cuối cùng này rất là thú vị. Ok. Cái chương cuối cùng này rất là thú vị. Phải không các anh chị? Có nghĩa là mấy cái chương trước chắc nó không có thú vị đâu, nhưng mà cái chương cuối cùng này nó thú vị. Nghĩa là mình dịch từ đằng sau ra đằng trước mà, phải không? This makes sense. Anh chị hiểu rồi phải không? Yeah, mình dịch. Giờ các anh chị coi lại cả hai câu thì các anh chị thấy nó rất là rõ ràng. Okay, nó rất là rõ ràng. Câu đầu tiên nè, cái chương thú vị, cái chương thú vị cuối cùng, nghĩa là tới chương này là cái chương thú vị nhất á, cái chương cuối cùng thú vị á, mấy chương sau thì không còn thú vị nữa. Còn câu thứ hai thì cái chương cuối cùng này thú vị, okay. Cái chương cuối cùng này thú vị, right. Nhớ nha, tính từ thường thường mình dịch từ đằng sau ra đằng trước cũng giống như là possessive case vậy đó, sở hữu cách mình cũng dịch từ đằng sau ra đằng trước. Okay. My sister. Mother. Cái này dịch sao các anh chị? Mẹ, mình dịch từ sau ra trước phải không? Mẹ của chị của tôi. Phải không? Có nghĩa là mẹ tôi. Phải không? Ai dịch gì không các anh chị? Mẹ của chị của tôi. Thì nó là mẹ tôi cho rồi, bà đặt nó mẹ của chị của tôi. Ý của Timmy muốn nói các anh chị đây, mình sẽ dịch từ đằng sau ra đằng trước với cái possessive case luôn, phải không? Với cái sở hữu mình dịch vậy cho nó các anh chị sẽ không có phải confused, right? Nói cái này thì nói qua cái khác cho các anh chị nhớ luôn vậy mà, right? Ok, rồi tiếp tục. Từ từ. Để nói chậm chậm, từ từ cho các anh chị thấm, ok. Thấm rồi nhớ lâu. Ok. Adjectival phrases and clauses. Phrases là do not contain verbs. Ok. Where clauses do contain verbs. Một câu, một mệnh đề tính từ
Đây là một câu tưởng tượng. Em chỉ nhớ phrase là một là cũng là một cái nhóm chữ mà nó không có động từ ở trong đó. Và khi mà nó không có động từ thì nó chưa có đủ nghĩa mới gọi là cái phrase. Còn cái clause là nó có động từ trong đó và có động từ thì thường thường nó mình sẽ hiểu liền. Thí dụ như cái câu này, the boy là the girl đi, the girl in red. Đây là một cái phrase. Cái cô gái mặc áo màu đỏ, ví dụ như vậy á. Đây là cái phrase, tại nó chưa có động từ nên nó không có đủ nghĩa, nó chưa có đủ nghĩa. That the girl in red is my Đây là một cái phrase, I mean một cái clause. Tại vì nó có động từ trong đó thì nó đủ nghĩa. Cái cô gái mặc áo màu đỏ là em tôi, thí dụ như vậy. And that chứng minh cho các anh chị, I mean, cho các anh chị biết cái phrase là gì and cái clause là gì. Mình phải hiểu cái này trước, okay? Okay, now look at this one. Nouns and pronouns can be modified not only by adjective, but also by adjectivals, phrases and clauses. Nó không chỉ danh từ và đại danh từ không những chỉ bổ nghĩa cho những tính từ mà thôi, mà nó còn bổ nghĩa cho những cái mệnh đề tính từ hay là những cái câu mệnh đề tính từ. Thí dụ The table near the door is made of oak. So near the door đây là một cái gì các anh chị? Cái phrase, phải không? Tại vì nó không có động từ near the door. Và nó đứng ở trong câu nó sẽ là adjective. Tại sao? Nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ table ở phía trước, phải không? Thành ra near the door mình gọi là adjectival phrase. It modified to a noun preceded, right? Nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ đứng trước nó là the table. Cho nguyên cái mệnh đề đó mình gọi là adjective phrase. Hay là một câu khác. The one on the desk is mine. Cái mà nó ở trên cái bàn á, cái bàn viết á, là của tôi. Cái gì các anh chị biết không? The one này các anh chị biết không? Hả? The one này các anh chị biết không? Biết không? Bắt buộc phải biết, ok? Bắt buộc phải biết. Tại làm sao như vậy? Tại vì cái câu này mình phải hiểu là người ta cắt ngang. Nó có hai câu lẫn câu phía trước và câu này là câu phía sau. Ok. Khi mà mình nói the one mà nếu mà nói không biết thì cái người mà nói đó là họ nói sai. Ví dụ như gì? There two book. Two book. On there are two red book. There are two red book. Okay. And the one on the desk is mine.
cái câu này khi mà nói như vậy là nói ngang, có nghĩa là người ta cắt cái câu ra, người ta chỉ mention cái câu thứ hai thôi, người ta không có mention cái câu thứ nhất. Nhưng mà cái người mà nghe đó phải biết là có cái câu thứ nhất rồi. So the one là cái gì? Oh, the one là cái book. Okay. There are two red books and the one on the desk is mine. Có hai cái cuốn sách màu đỏ, mà cái cuốn sách mà màu đỏ ở trên cái desk, ở trên cái bàn viết là của tôi. Anh chị hiểu rồi cái gì? Thành ra khi mà mình nói một cái đại danh từ thì mình phải phải biết cái antecedent nó là cái gì. Right? Khi không mà tự nhiên có người nào nói oh, the one on the desk is mine. What's it the one? Phải không? Làm cho người ta phải đặt câu hỏi liền. Đấy. Anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra khi mà nói the one ở đây là mình phải biết người ta đang nói về cái gì, cái antecedent nó là cái gì. Anh chị hiểu rồi phải không? Đồng ý không nào? Rồi, so on the desk is the adjective phrase because it's modified to a noun, to the pronoun one preceded, right? So cái on the desk nó sẽ là adjective phrase, nó là mệnh đề tính từ, tại vì nó bổ nghĩa cho cái danh từ, có đại danh từ ở phía trước là the one. Anh chị coi con này nha. The chair which was placed in front of the window was an heirloom. Cái ghế đó mà được để ở ở phía trước cái cửa sổ đó thì là một một vật gia truyền, phải không? Một vật gia truyền. Phải không? Một vật gia truyền. So the whole glass which was placed in front of the window. Nó sẽ là một cái glass, tại nó có cái động từ ở trong đó. Là động từ to be, was placed. Okay. Nó có động từ to place, yeah? Was placed. So nó mình gọi nó là một cái clause. Và nó sẽ là adjective clause. Tại sao? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước là the chair. Cái ghế thì làm sao? Oh, cái ghế nó đặt ở ở phía trước cái cửa sổ đó. Là cái vật gia truyền. Okay. Chứ không phải là một cái chữ là tính từ không, mà nó nguyên một cái clause hay là một cái phrase luôn. Đây là câu này. Those who decide to come will not be disappointed. Những cái người mà quyết định tới đó thì sẽ không có bị thất vọng. Nên mình sẽ dịch là bị nha các anh chị, tại nó là passive, phải không? Động từ to be đi với past participle ed thì nó sẽ là passive. Passive thì mình sẽ dịch là được nếu mà tốt, còn xấu thì dịch là bị, right? Những cái người mà họ quyết định tới đó thì sẽ bị thất vọng. So who decide to come sẽ là adjective phrase because nó bổ nghĩa cho cái pronoun those. Okay. Okay. Let's see. Hay là câu này. Mình chào Xuân Hương, anh ta anh chị mới vào. My sister, who is much older than I am, is an engineer. Engineer. Em tôi, cái người, chị tôi chứ. Chị tôi, cái người mà
lớn lớn hơn tôi nhiều á, lớn tuổi hơn tôi nhiều, là một người kỹ sư. Okay, I think bài học tới đây chấm dứt. Phrase and law will be discussed further and rhythm dealing with the preposition and conjunction nha các anh chị. Mình sẽ học chi tiết về cái phrase and các law trong một cái bài khác, okay? And sâu hơn, nhiều chi tiết hơn, okay? And adjective, no, không phải cái bài adjective. Cái phần position of adjective tới đây là hết. Okay, bây giờ mình qua phần bài tập. Right. Mấy giờ mình nghỉ ta? Cái time nó đổi thành ra tiếng mình cứ quên. 11 giờ hay làm bây giờ có anh chị bên Việt Nam là 9 giờ phải không? 9 giờ 32 phút phải không? Let's see. Recognize if sign à. Ok các anh chị, những cái bài học của các anh chị đó, ok. những cái ngôn ngữ chuyên môn đó, những cái danh từ chuyên môn nhiều khi tiểu mi không hiểu. Và không hiểu thì tiểu mi không có thể giúp các anh chị được. Ok. Anh chị phải dịch cái bài đó ra rồi tiếng Anh mới mới hiểu rồi mới giúp các anh chị được. Tại vì mỗi người làm một một ngành khác nhau phải không? Thành ra những cái danh từ chuyên môn về cái ngành của các anh chị sao tiếng Anh hiểu được. Nói về music thì tiếng Anh ok. Hey. Nói về music thì tiếng Anh giúp các anh chị được. Hay là về ngữ pháp thì ok. Còn những cái ngành như là coding hay là business management gì đó thì mình không thể giúp các anh chị được, ngoại trừ khi nào các anh chị phải dịch ra mới được. Ok, dịch ra mới được. Có nhiều người đưa cho các anh chị một bài dài thòn bắt tiểu mi phải phải giúp chứ mi chết quá à. Trời đất ơi, nhức đầu thì thôi á, giúp ít ít chứ đưa nguyên một cái bài dài thòn cười thì thôi á. Ok, giúp về music thì kiểu mình giúp được. Về theory, okay, music theory nghĩa là lý thuyết âm nhạc đó. Lý thuyết âm nhạc thì kiểu mình giúp được. Okay. Yeah, không hiểu thì làm sao kiểu mình giúp được hả? Right. Ok, bây giờ qua phần bài tập nè, qua phần bài tập nè. Mình sẽ dùng Skype ngày thứ tư, ngày thứ năm nha các anh chị. Ngày thứ tư, ngày thứ năm thì mình không có học ngữ pháp mà mình học English, basic English. Học đọc, học viết, học nói, học nghe. Học cãi lộn, cái gì vậy? Ok. Và Skype không có dùng trong giờ này. Rồi, bây giờ các anh chị có câu hỏi gì không? Any question? Thường thường mình nghỉ mấy giờ ta? Mình start at 8 phải không? Vậy là 11 giờ lận phải không? Wow, mình còn đến 1 tiếng rưỡi lận cho bài tập. Ok. Hai ba tư năm, hai ba tư năm, 2 ngày cho grammar and 2 ngày cho basic English. From 8 to 11, the most. Nghỉ sớm hả? Không làm bài tập hả? Nghỉ sớm hả?
Nghỉ sớm hả? No là gì? No là gì? Các anh chị phải biết khi nào say yes, khi nào say no nha. Ví dụ Tiểu My nói là không muốn làm bài tập hả? Các anh chị trả lời sao? Yes hay là no? Hả? Không muốn làm bài tập hả? Say yes hay là no? Muốn làm bài tập hả? Say yes hay là say no? Hả? Ok, trả lời nè, nghe nè. Okay. Anh chị không có nắm vững khi nào say yes, khi nào say no. Tiểu My hỏi các anh chị không muốn làm bài tập hả? Bây giờ nếu mà các anh chị muốn, các anh chị trả lời sao nè? Không muốn làm bài tập hả? Trả lời đi. Nếu mà các anh chị muốn thì các anh chị trả lời sao nè? Nếu mà muốn đó thì trả lời sao nè? Phải trả lời là yes. Ok. Phải trả lời là yes. Ok. Không cần biết cái câu hỏi phủ định hay là xác định, không cần biết. Hả? Mà muốn là yes, còn không là no. Ok. Anh chị hiểu không? Không cần biết câu hỏi là phủ định hay xác định. Yes là yes, no là no. Do you go to school today? Bạn đi học hôm nay phải không? Trả lời phải đi. Trả lời phải đi, trả lời sao? Yes, phải không? Yes. Còn không phải thì trả lời sao? Còn không phải trả lời sao? No, right? Right. Don't you go to school today? Bạn không có đi học hôm nay phải không? Trả lời phải thì nói sao? Trả lời phải thì nói sao? Hả? Phải ở đây là phải tôi đi học hôm nay, ok? Các anh chị đừng có hiểu lầm nha. Nghĩa là có, tôi có đi học hôm nay. Bạn không có đi học hôm nay phải không? Có, tôi có đi học hôm nay. Các anh chị phải trả lời là yes, ok? Right? Nói lời nào, ok? Bạn không có đi học hôm nay hả? Dân, tôi không có đi học hôm nay. Thì nói sao? Bây giờ nói dân, tôi không có đi học hôm nay. Các anh chị nói sao? No, I don't, ok? No, I don't. Còn nói dân, tôi có đi học hôm nay. Thì trả lời sao? Dân, tôi có đi học hôm nay. Yes, yes, I do. Các anh chị hiểu Tiểu My, ý của Tiểu My nói không? Không cần biết cái câu hỏi là phủ định là don't hay là xác định là do. Mình chỉ cần biết cái trường hợp của mình có thì say yes, còn không thì say no. Okay. Các anh chị hiểu rồi phải không? Thành ra đừng có hiểu lầm. Đừng có trả lời theo tiếng Việt của mình. Bạn không có đi học hôm nay hả? Dạ, không có. Dạ, không có đi học. Yes, I don't go to school today. Không có trả lời như vậy. Okay. Anh chị hiểu cái điểm này không? Nhớ nha. Không cần biết người ta hỏi có hay không, không cần biết. Cái trường hợp của mình làm sao thì mình cứ trả lời như vậy. Có thì nó yes, không có thì nó no. Okay. Rồi, bây giờ bắt đầu làm bài tập nha các anh chị. Bây giờ câu hỏi nè. Okay. Không muốn làm bài tập hả? Trả lời đi. Không muốn làm bài tập hả? Yeah, muốn thì nó yes I do. Okay. Nhớ nha. Không cần biết là hỏi không hay là có, không cần biết. Okay. Không muốn làm bài tập hả?
Yes, I do. Còn nếu không muốn thì nó no, I don't. Ok. Rồi, hiểu rồi phải không? Phải biết khi nào nói yes, khi nào nói no nha. Đừng có làm cho người ta confused. Right? Bạn có đi làm, bạn không có đi làm hôm nay hả? Bạn không có đi làm hôm nay hả? Yes. Cứ trả lời yes mà đang lái xe đi làm. Chị hiểu chỗ đó không? Gọi điện thoại trên mình đang lái xe đi làm biết không? Sao bạn mình gọi điện thoại là hỏi chứ? Bạn không có đi làm hôm nay hả? Yes. Bạn không có đi làm hôm nay hả? Yes. Rồi hiểu rồi, bây giờ làm bài tập. Oh, no, not this one. This one. Oh, I think I did this. Bây giờ I give you this sentence, okay? Okay, I give you this sentence. Okay, you have to pick out all the adjectives in the sentence. Các chị sẽ nhặt ra hết những cái tính từ ở trong câu. Please. Anh chị nhớ cái vị trí của tính từ rồi chứ gì? Đứng trước danh từ, đứng sau danh từ, đứng sau động từ to be, phải không? Khái gì vậy? Hay là những cái tính, những cái adjective phrase hay là những cái adjective clause cũng nhặt ra hết luôn. Giờ mình phải mention nó là loại tính từ gì? Nó vị trí của tính từ ở đâu để khái gì vậy? Where is it? It's right here. Okay, car shop, right? Car shop. Cái bong bóng đó, cái bong bóng mà nó có cái hình chiếc xe đó, thì nó lơ lửng ở trên cái ngọn cây, right? Okay, next one. Take a break, hả? Yeah, meanwhile, take a break đi. Đó, làm cho hết bài tập hôm nay đi. The lost boat foundered on the wide dark sea. Foundered. Chiếc tàu bữa thì chìm ở trong cái biển 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 nó màu cái màu rượu 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 đậm á, cái chị dịch đi, màu đỏ đậm á. Dạ, ngoài là màu 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 đỏ tím đậm á. Sau đâu là tính từ? Nó chìm, dạ nó chìm. Chiếc tàu bữa thì nó chìm ở trong cái biển đậm, nói không nó. Sau đâu là adjective? Các anh chị có mấy adjective ở trong này? Actually nè, the cũng là adjective nè, large cũng là adjective nè, the cũng là adjective nè, wide cũng là adjective, and dark cũng là adjective, phải không? Wide dark, okay, wide dark là một cái mình gọi là compound adjective, okay, compound adjective.
Thấy không các anh chị? Tại sao đây mình không có để là dog wine? Tại sao mình không có nói là dog wine mà mình nói là white dog? Đố các anh chị đó. Đố các anh chị đó, tại sao mình không có nói là dog wine mà là white dog? Hả? No. Cái white dog mình gọi đây là nó là compound adjective. Okay. No. Dog white thì lại không là tính từ nữa. Yeah. Tại vì đây là mình nói về cái màu đậm hay là mình nói về cái màu rượu? Cái nào là chánh các anh chị? Cái nào là chánh? Mình nói về cái màu rượu đậm phải không? Phải không? Phải không? Yeah, mình nói cái đọt là cái chánh phải không các anh chị? Nó có hai cái điều kiện để mình để cái chữ đọt ở phía sau. Điều kiện thứ nhất là mình nói mình muốn mention cái màu rượu đậm, thành ra cái đậm mới là cái chánh, thường là cái chánh thường thường để ở phía sau phải không nè, đấy. Và đồng thời nó cũng make sense là cái đọt nó bổ nghĩa cho cái si ở phía sau luôn phải không, đấy. Thành ra đó là tại sao cái white đọt mình không có nói là đọt white. Thế thí dụ mình nói cái này the sea, the color of the sea is white dog, phải không? Mình đâu có nói là the color of the sea is dog white. Anh chị đồng ý không nào? Giờ mình nói riêng ra trong một cái câu đó thì cái dog đó là phải là cái chánh nên để ở phía sau. Thế nhớ nha, cái gì chánh thì để ở phía sau. Okay, next one. Many store have already begun to play irritating Christmas music. Có nhiều cái cửa hàng đó thì đã bắt đầu để chơi những cái nhạc Christmas. Christmas gì? Kích động hả? Nhạc Christmas kích động đó. Nhặt hết những cái tính từ trong câu ra please. Làm đi các anh chị, hurry please. Many irritating, right? Cái already đâu phải là tính từ đâu. Cái already đâu phải là tính từ đâu. Already là adverb. Okay, adverb. Yes. Irritating Christmas, right? So mình we have three. Sạc. Bài là music.
Có cái câu này nha. Back room was filled with large green rain boots. Think I missed this comment right there. Cái phòng ở phía sau á thì đầy với những cái đôi giày, đôi giày đi mưa màu xanh bự. Mình dịch từ phía sau ra phía trước nha các anh chị. Đôi giày đi mưa màu xanh bự, phải không? The bag, right, dark green and rain. Đấy. And rain luôn. And rain luôn. Okay. Rain mình gọi nó là noun adjective. Phải không? Theo thứ tự nè. The này là determiner. Phải không? No, the bag. Cái lọt đó là size, phải không các anh chị? Lọt là size, rồi tới color, rồi tới noun adjective, theo thứ tự, phải không? Theo thứ tự ở trong cái order, in order. Okay, next one. Câu này nha. The club house may have been shabby, but it was sturdy enough to get them back home in a wink. Câu lạc bộ đó có thể bị có thể đã bị Shopee là gì, tồi tàn phải không? Nhưng nó chắc chắn đủ để đem họ trở về nhà trong một cái nháy mắt, phải không? Sturdy có nghĩa là strong build đó các anh chị, nghĩa là nó vững chắc đó. Nhưng nó vững chắc đủ để mang họ về nhà trong một cái nháy mắt. So the anh chị khác làm đi, anh chị khác làm đi. Study là chữ gì các anh chị, là adjective hay là adverb? Study là adjective, phải không? Study là adjective, right? Tại vì nó đứng sau động từ to be, phải không các anh chị? Có enough. Enough là gì? Yeah, còn enough.
Inox có phải là cái gì inox? Cái gì inox? Ok, các anh chị phân biệt cái này nào, ok. Nhìn cái này nè. Cái enough á, nó bổ nghĩa cho cái chữ gì trong câu? Cái enough nó bổ nghĩa cho cái chữ gì trong câu? Hả? Nó bổ nghĩa cho chữ study phải không? Đấy. Nó đâu có thể bổ nghĩa cho chữ the clubhouse được. Mình đâu có nói là cái câu câu lạc bộ đủ đủ cái gì, nó đâu có bổ nghĩa cho cái clubhouse được, phải không? Nó cũng không có bổ nghĩa cho cái động từ to be ở trong câu là was luôn. Thì đủ đủ cái gì, phải không? Anh nên nó bổ nghĩa cho cái study, đồng ý không nào? Mà thường thường cái chữ gì bổ nghĩa cho cái tính từ Shopee là tồi tàn, nó là cũ kỹ đó. Cái chữ gì bổ nghĩa cho tính từ? Mình biết cái study đó là tính từ. Đấy. Yeah. Thành ra enough ở đây là trạng từ. Đấy không các anh chị? Chứ không phải là tính từ. Đấy không? Trạng từ bổ nghĩa cho danh từ, bổ nghĩa cho tính từ và bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác. Thành ra cái enough ở đây không phải là tính từ. Thấy không các anh chị? Cái enough nó vừa là tính từ, nó vừa là trạng từ luôn. Nó vừa là tính từ khi nào nó bổ nghĩa cho một cái danh từ. I get enough sleep. I don't get enough sleep. So enough sleep đây là nó là tính từ bổ nghĩa cho cái danh từ sleep. Phải không? Nhưng mà trường hợp này nó không có bổ nghĩa cho cái danh từ mà nó bổ nghĩa cho cái tính từ là study. Thành ra enough ở đây là trạng từ. Study enough. Thường thường mà nó bổ nghĩa cái chữ nào mà nó bổ nghĩa mà nó đứng sau để nhấn mạnh. Okay. Để nhấn mạnh, thành ra cái enough nó nhấn mạnh cho cái study. I don't trường hợp này cái enough ở đây nó sẽ là tính từ. Tại vì nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía trước, ở phía sau nó là sleep. Thành ra cái enough này nó vừa là tính từ mà nó vừa là trạng từ. Phải không các anh chị? Trong trường hợp cái câu bài tập đó nó sẽ là trạng từ. Tại nó bổ nghĩa cho tính từ là study. Right? Các anh chị hiểu rồi phải không? Say yes đi please. Trạng từ nó bổ nghĩa cho ba loại, ok, nó ba loại. Coi câu này nha. Loại thứ nhất là động từ, phải không? Không, cái này mình học tới đâu mình mention một chút xíu tới đó thôi, tại vì nó liên quan tới cái bài tập. Okay. Cái chữ well này là trạng từ phải không các anh chị?
nó sẽ bổ nghĩa cho cái động từ sinh phải không? Right. Rồi, đó là một cái. Bây giờ các anh chị coi câu này. I sing very well. Ở đây cái very ở đây cũng là trạng từ luôn, cũng là adverb. Ở đây nó bổ nghĩa cho cái động từ sing hay là nó bổ nghĩa cho cái trạng từ well ở phía sau các anh chị? Có phải là nó bổ nghĩa cho cái trạng từ well không? Thành ra rõ ràng ở đây trạng từ nó bổ nghĩa cho trạng từ, phải không? Đó là trường hợp thứ hai. Ok. Rồi các anh chị coi câu này. The table is long. So long ở đây là gì? So long ở đây là gì? Là adjective, phải không? Đấy. Là adjective. Rồi. Nhớ nha, mới vừa công nhận nó là adjective. So cái very ở đây sẽ là adverb. Có phải là trạng từ nó bổ nghĩa cho tính từ phía sau không? Phải không? Yeah. Thành ra trạng từ nó bổ nghĩa cho ba loại luôn. Một là động từ, hai là tính từ, ba là một cái trạng từ khác. Ok. Rồi, bây giờ các anh chị đồng ý hết trơn rồi phải không? Thành ra trạng từ nó cũng bổ nghĩa cho tính từ luôn. Mà cái gì mà nó đứng ở phía sau thường thường nó để nhấn mạnh. Ok. Thường thường nó để nhấn mạnh. Rồi bây giờ mình qua câu khác. Thành ra cái hồi nãy là study enough. So enough ở đây là trạng từ bổ nghĩa cho cái tính từ study ở phía trước. Ok, giờ các anh chị pick out all the adjective in the sentence. Các anh chị nhập ra hết tính từ trong câu nha. Wow, said Jennifer, the silver ticket really works. I mean works. You should think hard about the next exciting place we'd like to go. This silver, right? The next exciting, right? Cái to go ở đây là gì các anh chị? We're like to go. To go ở đây là gì? Động từ, tính từ, danh từ. Nó là động từ. To go đây là adjective. To go đây nó là infinitive, phải không các anh chị? Really là để pause cái câu trở lại. Really là gì? Là trạng từ. Really đây là trạng từ bổ nghĩa cho cái động từ. Ok, to go ở đây là gì các anh chị? I would like có nghĩa là I want, phải không? Giờ mình bỏ cái chữ would like đi, nó hơi rắc rối. Mình nói là I want to go, okay? I want to go. Các anh chị nhớ nha, trong một câu chỉ có một động từ chánh mà thôi.
trong một câu chỉ có một động từ chánh mà thôi. Nếu mà nó có hai động từ chánh thì bắt buộc nó phải có chữ and. Ok, nếu có hai động từ chánh thì bắt buộc nó phải có chữ and. Thí dụ mình nói I study and play game at the same time. Tôi vừa học vừa chơi cùng một lúc, nghĩa là lợi làm bài xong rồi nhảy lại cái tivi chơi game, rồi nhảy lại làm bài, rồi nhảy lại cái tivi chơi game. Cái câu này có nghĩa như vậy đó. Hay là làm bài rồi làm bài ngồi viết rồi nhìn lên, viết xong nhìn lên computer chơi game ở trong computer. I study and play game at the same time. Thành ra trong câu nó có hai động từ. Nếu mà có hai động từ thì bắt buộc phải có chữ and. Ok. Hay là mình nói I study homework and play game later. Đại khái như vậy. Rồi bây giờ trở lại cái câu mà I would like to go. Would like cũng có nghĩa là want. Ok. Mình thấy bằng chữ want. I want to go. Thì động từ nào là động từ chánh? No. Cái động từ to want mới là động từ chánh. Ok. Nếu mình không muốn thì làm sao mình đi được? Yeah, cái động từ to want mới là động từ chánh. Ok. Đồng ý không nào? Tại mình, nếu mà mình nói là mình đi thì tại sao mình không nói là I go cho rồi đi? Phải không? Anh chị hiểu chỗ này chưa? Phải không? Nếu mình nói mình đi mình đâu có cần gì want nữa. Nhưng mà mình cố tình mình nói là I want. Ok. Hay là động từ to want mới là động từ chánh. Right. Rồi. Thường thường các anh chị nói tôi muốn thì các anh chị trả lời cho cái chữ gì? Chữ what, chữ when, chữ where, chữ why, chữ who, chữ whom. Tôi muốn ai? Tôi muốn cái gì? Phải không? Đồng ý không nào? Right. Tôi muốn cái gì? Hay là tôi muốn ai? Phải không? Even nói là tôi muốn làm cái gì đó thì làm cái gì đó nó là nguyên noun clause ở phía sau. Right? Tôi muốn cái gì, tôi muốn ai. Right? Cái gì, cái từ gì để trả lời cho chữ what, chữ who? Phải là cái noun không? Phải là danh từ phải không? Đúng, chị đồng ý không nào? Right? I want to me. I want cô Tiểu My, đại khái gì, hay là I want Tiểu My thì Tiểu My cũng là danh từ phải không? Right? Hay là I want a kid cũng là danh từ phải không? Right? Đồng ý không nè? Thành ra sau cái động từ to want thì nó sẽ trả lời bằng một cái noun, ok? Bằng một cái noun không cần biết pronoun hay là noun gì không cần biết, nó sẽ trả lời bằng một cái noun. Thành ra I want to go. And that to go ở đây nó sẽ là now. Tại sao nó là now mà nó không phải là verb? Tại vì nó là verbal. Ok. Nó là verb nhưng mà mình phải gọi nó là verbal. Đợi tí xíu phải nói cái này xong. Các anh chị hiểu chỗ này không? Cái đây đó, to go ở đây, nó trong câu nó là động từ giả, chứ không phải là động từ thiệt. Động từ chánh chỉ có một động từ mà thôi. Ok. Các anh chị đã học verbal rồi, phải không? Thì verbal nó có ba loại, phải không? Loại thứ nhất là động từ với ing, going, right? I'm sorry. Loại thứ nhất là động từ có ing, mình gọi nó là gerund. Đấy. Đó là verbal. Loại thứ hai là participle. Cũng là going hay là gone. Phải không? Participle. Nó là present participle hay là past participle. Phải không?
Right. Và lỗi thứ ba là infinitive, là to go. Right? And cái infinitive nó đóng ba vai trò, phải không các anh chị? Một là danh từ, hai là tính từ, ba là trạng từ. Phải không? Đấy. Nó đóng ba vai trò. Một là danh từ, hai là tính từ, ba là trạng từ. Thí dụ I chắc phải dở cái bài ra để nó có thí dụ dễ dàng hơn. Anh chị học cái phần này rồi. Nói về cái infinitive nha, nó có ba ba vai trò: danh từ, tính từ và trạng từ. Okay, to jump is fun. So to jump ở đây nó không phải là động từ, phải không các anh chị? Đứng trong câu nó sẽ là danh từ. Tại vì thường thường danh từ nó làm chủ từ, có nghĩa là nó đứng trước động từ. Thành ra to jump ở đây sẽ là danh từ. Right? Một vai trò. Bây giờ cái vai trò thứ hai là tính từ. Okay, nó sẽ là tính từ. There are no good movie to see. Cái to see đây không phải là động từ mà nó sẽ là tính từ. Right? Rồi, cái vai trò thứ ba nó là trạng từ. Okay? Nó là trạng từ, cũng là infinitive. Đây là trong cái bài verbal mình đã học 2-3 lần rồi. Right? The thief runs quickly to escape. So to escape đây nó sẽ là trạng từ. Phải không? Right? Tại vì nó bổ nghĩa cho cái trạng từ quickly. Phải không các anh chị? Trạng từ nó bổ nghĩa cho trạng từ nãy chị My mới vừa chứng minh cho các anh chị ở phía trên rồi. Phải không? Phải to escape bổ nghĩa cho quickly không? Thành ra to escape ở đây sẽ là adverb. Và nó sẽ là verbal. Verbal có nghĩa là động từ giả chứ không phải là động từ thiệt trong câu. Right? Anh chị đồng ý không nào, hiểu chưa? Does make sense to you? Giờ trở lại bài tập. Thành ra các anh chị nào chưa học bài verbal thì các anh chị sẽ lấy làm lạ. Ok. Giờ trở lại bài tập. Thành ra trong cái câu, okay, yeah, I would like có nghĩa là I want cái gì, I want to go, and that to go ở đây nó sẽ là đóng vai trò gì các anh chị? Nó sẽ là now, tại vì nó trả lời cho câu hỏi what, muốn cái gì, muốn đi, okay, muốn đi, right? I want to go. Tại sao nó không bổ nghĩa cho chữ want được? Assign me a pyjama. Tại pyjama. Tại sao nó không bổ nghĩa cho chữ want được? Tại vì thường thường á, cái chữ want á trả lời cho cái câu gì? Câu what phải không? Muốn cái gì phải không? Mà cái gì, cái chữ what là đòi hỏi một cái danh từ, phải không?
Thành ra cái verbal, cái infinitive nó đóng ba vai trò: danh từ, tính từ và chẳng từ. Đúng không? Để cho một cái thí dụ khác nha. Looking for, I look forward for to see, không phải. Tự nhiên tụi mình không có một cái thí dụ để nó bổ nghĩa cho cái động từ. Ok, đợi tụi mình tí xíu nha. Nó bổ nghĩa cho động từ to want, nhưng mà động từ to want ở đây nó trả lời cho câu hỏi gì? Nó trả lời cho câu hỏi muốn cái gì, phải không? Thành ra ở đây muốn cái gì thì phải thế bằng một cái nào. Để tìm đi kiếm một cái thí dụ khác nha. I see. Okay, I think I move back to this one. Này nha. No, không phải con này. Đây là danh từ. Muốn làm gì? We are looking to buy a car. Cái câu này nguyên cái mệnh đề to buy a car, nó sẽ là now clause. Okay. Phải không? Tìm cái gì? Tìm để mua một chiếc xe. Tìm cái sự mua một chiếc xe. Mình có thể mình function nó là adverb cũng được, modify cho động từ to look cũng được. Okay, nhưng mà thường thường nếu cả hai đều make sense hết trơn. Tại vì thường thường looking for cái gì, want cái gì, phải không? Anh đã nói vừa là adverb mà cũng mình cũng có thể function nó là now cũng được. Tại vì cái infinitive nó đóng ba vai trò. Nếu mà mình nói nó phân nó bổ nghĩa cho động từ to look thì nó sẽ là adverb, còn nếu mà nó trả lời câu hỏi look cho cái gì thì nó sẽ là noun. Anyway, trong câu nó không phải là verb. Okay. Rồi bây giờ mình move on nha các anh chị. Ủa sao hôm nay thời gian nó dài quá không biết. Hey, câu này nha. Rough. Giờ đọc là rough. Rough. Rough là gì ta? Take a break mi ngoan, cứ take a break hoài, ráng cho hết bài tập cho rồi đi. I don't want to stop in the middle of something. The student who neglected to repair for Mrs. Brown English class hide in the cafeteria rather than risk their instructor rough. Những người học sinh đó thì gì ta? Thì quên đó, phải không? Quên chuẩn bị bài vở cho cái lớp của bà Brown, cái lớp anh văn của bà Brown. Những người học sinh quên chuẩn bị bài vở cho cái lớp của bà Brown đó thì trốn ở trong cái cafeteria. Hơn là
đối diện đó, risk là đối diện đó. Vậy câu này đi các anh chị, hơn là đối diện cái cơn thịnh nộ, cái cơn giận dữ của bả. Ok, đã như vậy. ignore là yeah, hơn là risk ở đây là risk ở đây là mình đối diện cái sự gì rồi mình có thể mình bị cái gì đó, gọi là take a risk. Ok, take a risk là như vậy. Là nguy và nguy cơ đó. Ví dụ như là các anh chị invest money into some stock á, that mean take a risk. Các anh chị hiểu không? Các anh chị đem tiền vô invest vô một cái chương trình gì đó. Đó là các anh chị take a risk, có thể mất tiền, là rủi ro đó. Ok, bây giờ mình pick out all the adjectives. Trước nhất là chữ the nè, right? Thứ hai là Mrs. nè, Mrs. nè, Brown nè, English nè, very good, and the nè, there nè, instructor luôn, phải không? Phải không? Instructor cũng là adjective, phải không? Phải không? Yeah, instructor luôn, right? But maybe get a big success, huh? Yeah, instructor cũng là adjective luôn. Okay, next one. Friend with a fat wallet will never want for weekend shopping partners. Cái người bạn mà có nhiều tiền á, ở đây mình gọi là with a fat wallet là có nhiều tiền á, phải không? Wallet là cái bóp mập. Để tiền vô cái bóp nó cộm đó, phải không? Đấy, gọi là cái bóp mập. Ok anh chị. Có nghĩa là cái người mà có nhiều tiền đó, họ sẽ không bao giờ muốn muốn một cái người bạn đồng hành để đi shopping cuối tuần hết trơn á. Ok, câu này các anh chị muốn hiểu sao hiểu. Nguyên cái friend with a fat wallet nó sẽ là adjective clause. I mean, sorry. With a fat wallet. Okay, with a fat wallet nó sẽ là adjective phrase. Tại vì nó bổ nghĩa cho kiểu friend ở phía trước, phải không các anh chị? With a fat wallet nó sẽ bổ nghĩa cho kiểu friend ở phía trước. Okay. Never one, tại vì chữ one ở phía sau nó đâu có phải là động từ đâu mà nó có chữ two. Phía sau nó đâu có động từ đâu mà nó có chữ two. Phía sau nó là nguyên một cái mệnh đề. Ở đây mà gọi là now, now phrase. For weekend shopping partners. Ok. Đó là nguyên cái mệnh đề phía sau nó bổ nghĩa, nó bổ nghĩa cho cái động từ to one. Nó mình gọi nó là gì, object, right? Nó là object hay là mình gọi nó là now phrase. Ok, one đây là động từ, one đây là động từ, muốn cái gì, muốn một cái người bạn, muốn những cái người đồng hành để đi mua sắm cuối tuần. Ok, muốn cái người đồng hành để đi mua sắm cuối tuần.
Right, so ở đây nó sẽ những cái tính từ nó sẽ là with a fat wallet, là adjective phrase, and weekend shopping cũng là adjective. Okay. Cái weekend and cái shopping nó sẽ là now, now adjective, phải không các anh chị? Right, nó là now adjective. Nó cùng là now adjective hết trơn. Nhưng mà đó mình nó giống như cái white dog hồi nãy vậy đó. Cái nào tránh mình để ở phía sau. Chị coi cái này. Mình nói về cái đi mua sắm hay là mình nói về cái ngày cuối tuần? Phải không? Mình nói về cái mua sắm phải không? Mua sắm vào cuối tuần phải không? Right, thành ra cái mua sắm nó là tránh, mình để nó phía sau. Nhưng mà cả hai mà mình separate nó, mình phân sinh nó is a noun adjective. Okay? Anh chị hiểu rồi phải không? If they are the same kind, okay, we put the important item phải dịch ra rồi Tiểu My mới help được, không dịch ra Tiểu My không hiểu, Tiểu My không có help được dịch cái ngữ pháp của cái bài của bạn nha. Thế okay. Rồi tiếp tục nha. Anh chị muốn làm thêm cái loại bài tập này nữa không? Hay là làm qua cái loại khác? Ok, vậy làm tiếp đi. Tại cái này nó cũng hay mà, phải không? Ok, câu này nha. Câu này. Order please, xã miên quan tôi bố. The student, five freshmen and six sophomores braved Dr. Ripley, Ripley's killer calculus exam. Hôm nay nghĩa là gì các anh chị? Những cái sinh viên đó, năm người của năm thứ nhất, sáu người của năm thứ hai, thì đương đầu với cái bài, với cái bài bài thi calculus là gì các anh chị? Calculus nó khó hơn cái algebra nữa. Okay. Là một cái loại toán á, nó di phân á. Okay. Cái loại toán rất là khó. Calculus nó có calculus 1, calculus 2, calculus 3 and calculus 4. Hồi đó Tiểu My học tới calculus 2 là Tiểu My chạy rồi. Đổi ngành liền. Calculus nó rất là khó. Nó có đến 4 calculus luôn. Yeah. Đang học gì ở computer programmer tới calculus là tụi mình chạy liền. Đổi qua music. Ok, các anh chị pick out hết cái adjective đi. So five freshmen and six sophomores, đó là adjective clause, adjective phrase, phải không các anh chị? Nó là nguyên cái mệnh đề tính từ, nó bổ nghĩa cho cái student ở phía trước. Okay. Nguyên cái mệnh đề đó đó, five freshmen and six sophomores, mình phải biết phân tích như vậy, right? Rồi, Dr. Ripley Killer Calculus, nó cũng là tính từ.
Ok rồi, bây giờ qua một cái loại bài tập khác cho các anh chị relax chút xíu nha. Các anh chị không biết chữ nào là tĩnh từ, chữ nào là chẵn từ thì lật từ điển, ok? Lật từ điển. Nhớ nha, động từ mà action verb thì cần cái adverb. Còn linking verb thì cần cái adjective. Thành ra mình sẽ coi cái động từ trong câu nó là action hay là nó là linking. Okay. Trước nhất mình đã học động từ rồi phải không? Mình sẽ nói động từ nó là action hay là nó là linking. Rồi mình sẽ chọn cái chữ cho nó đúng. They were joyful hay là joyfully. Sing a song hả? Nói nãy giờ khan tiếng rồi đâu có hát nổi đâu. Nó là linking. Phải không? Tại sao nó là action được vivid? Động từ to be không có thể nào là action được hết. So nó sẽ là linking. Và mình chọn cái chữ gì các anh chị? Linking thì mình sẽ chọn cái adjective, phải không? Các anh chị không biết chữ nào là adjective thì phải lật từ điển coi hai chữ joyful hay là joyfully nó là adjective. Thường thường cái adverb nó có chữ ly ở phía sau đó các anh chị, nó có chữ ly, ok? Yeah, they were joyful. Right? Now, next one. Câu này nha, câu này. Flowers glow beautiful hay là beautifully in that limit. Limit. Climate. Cái hoa glow ở đây là bành trướng ra, cái là nở ra. Okay. Glow ở đây có nghĩa là intrigue inside, develop. Anh chị có thấy cái hoa nó nở ra không? Hả? Có không? Có thấy không? Mình đâu thấy đâu phải không? Nhưng mà thật sự nếu mà các anh chị mà chiếu bằng kính hiển vi đó, right? Các anh chị mà thức nguyên đêm đó, các anh chị ngồi đó, các anh chị lại cầm cái kính hiển vi, các anh chị sẽ thấy cái hoa nó nở. Nếu mà các anh chị thức nguyên đêm. Thành ra đây là nó là action. Đồng ý không mi ngoan? Đồng ý không mi ngoan? Ở đây nó sẽ là action, tại thật sự cái hoa nó từ từ nó nở ra. Minh Quang không chịu hả? Minh Quang không chịu hả? Thế to be vào thì nó sẽ là nhưng mà để nói cho nghe. Cái động đó nó nhiều khi nó vừa là action, nó vừa là linking. Okay. Trường hợp này đó, nếu mà thế to be vào đó thì nó nói nó là linking không được. Okay. Tại rõ ràng cái hoa nó nở ra. Bây giờ như gì? Okay, bây giờ như gì? That's good question. Nhưng mà để chị mình chứng minh một câu khác nha. Chứng minh câu gì bây giờ? Cái trick mà hồi nãy mình thế động từ to be vô để chỉ help thêm thôi chứ không phải là nó happen all the time. Nó cũng có những cái trường hợp đặc biệt, ok? Và đây là cái trường hợp đặc biệt, trường hợp ngoại lệ. Minh Ngoan hiểu chứ mi nói không? Thí dụ mình có hai cái choice thì mình phải chọn the best choice, hiểu không? Ở đây mình thấy cái động từ to be vô, mình cũng thấy nó có thể nó là linking.
Nhưng mà mình không có chọn cái choice đó. Rõ ràng cái bông nó nở ra. Okay, nếu mà mình ngồi nguyên đêm mình lấy kính hiển vi, mình cứ rọi ngay cái chỗ đó, mình sẽ thấy cái bông nó từ từ nó nở ra. Thành ra cái bông nó tự động nó nở ra được. Thành ra nó sẽ là action. Okay. Thành ra action thì mình cần cái adverb. Okay. Rồi. Khóc, khóc đã ngủ ngon. Okay. Khóc rồi đã ngủ ngon. Okay, next one. I feel badly about his losing the election. Tôi cảm thấy buồn cho ông, buồn về cái sự việc mà ông ta bị thất cử. Yeah, I feel bad. Tại vì nó là linking. Okay, next one. Nhớ nhớ trả lời linking hay là action luôn nha các anh chị please. Để các anh chị nhận ra được. He seemed nervous hay là nervously. Yeah. Đây là adjective. Đây là linking mà. Thấy không? Seem là send mà. Linking là nervous. He seem mà. Các anh chị có thấy cái chữ seem đó không? He seem mà. Nó là nervous, không phải là nervously nha. Yeah, nervous. Thì chưa nắm vững. The crowd stay silent hay là silently? Action hay là linking? Các chị có thấy cái hành động stay không? Hả? Stay nó đã là đứng yên rồi, nó đâu nhúc nhích đâu. Phải không? Đâu nhúc nhích đâu. Nó đâu nhúc nhích đâu. Silent chứ đâu phải silently, phải không? Đâu nhúc nhích đâu. Động từ to stay thường thường nó là linking nha các anh chị, nó là linking. Giống như mình nói I stay home. Okay, I stay home. Chỉ biết là mình đang ở nhà thôi chứ mình đâu có thấy cái hành động stay đâu, phải không? Yeah, nhớ nha, động từ to stay thường thường nó là linking. That plant will grow quick or quickly. Tại sao cứ bị cái này hoài không biết. Quick or quickly. Yeah, quickly, phải không? Quickly. Quickly, right? Mình thấy cái bọ cái cây nó mọc lên. Okay, now next one. Yeah, action. Đây là action, right? Okay, next one. He grew rich and his business became successful. Là successfully. Sorry, I missed something.
Các anh chị có thấy cái became không? Cái động từ became đó là linking. Okay, became là linking. So đây nó sẽ là successful. Became, seem hay là bị gì đó quên rồi. Ok, next one. It became clear or clearly that he was lying. Nó thì rất là rõ ràng là ông ta đang nói láo. Yeah, became là linking, so là clear, not clearly. Nhớ cho linking hay là action nha các anh chị, please. He feels happy, happily when he thinks of his new bicycle. Feel ở đây feel là linking, okay? Những cái sense verb là linking. Mình đâu có thấy cái feel của he đâu, cái feel ở trong đầu he mà, right? Câu này nha, câu này follow làm cách khác. The student will study the follow words. Những sinh viên thì sẽ học những cái chữ sau đây. Tại sao đây là following các anh chị? Following ở đây nó đóng vai trò gì trong câu? Nó là loại following đây, nó là loại từ gì? Adjective, verb hay là noun? Yeah, nó là verbal, phải không các anh chị? Nó là verbal, có nghĩa là nó là động từ giả ở trong câu và nó sẽ là tính từ. Nhưng mà nó thuộc loại gì các anh chị? Nó verbal nó có ba loại: gerund, participle hay là infinitive. Nó đâu phải gerund đâu. Nó là participle. Okay, nó là present participle. Cái present participle nó cũng giống như gerund vậy đó. Cái gerund nó đóng vai trò làm danh từ nha các anh chị, nhớ điều này nha. Gerund nó đóng vai trò làm danh từ. Còn participle nó đóng vai trò làm tính từ. Các anh chị coi câu này nha. Giờ gerund nè, cái gerund trước nè. Chấm biển. Jumping is fun. Đây mới là children. Hey, đồng ý không nào? Đây mới là children. Nó đóng vai trò làm danh từ, phải không? Yes. The jumping monkey is mine. Đây mới là present participle. Phải không các anh chị? Tại nó không còn đóng vai trò làm danh từ nữa mà nó đóng vai trò làm adjective. Okay? So cái children và cái adjective, cái children và cái participle, cái present participle nó giống nhau.
nó function in a different position, phải không? Different kind. Rồi trở lại cái câu bài tập. Okay. Ở đây đó, the following words. Ở đây cái following ở đây không phải là children, phải không các anh chị? Đồng ý không nào? Nó không phải là children mà nó là present participle, tại vì nó đóng vai trò làm tính từ. Okay. Và các anh chị phải phân biệt được như vậy. Rồi tiếp tục nha. Tại các anh chị chưa học cái bài verbal. Okay. The carpenter will repair the broken, hay là breaking cũng được, phải không? Broken cũng được, hay là breaking cũng được. Khác nhau chỗ nào các anh chị? Khác nhau chỗ nào? Không có thuộc động từ bất quy tắc hả Quanh Phạm? Break, broke and broken. Okay, break, broke and broken. Yeah, cái broken là cái ghế nó đã bị gãy rồi. Còn breaking chair là cái ghế nó đang gãy. Ở đây mình nên dùng cái ghế broken chair hay là breaking chair các anh chị? Mình nên dùng cái ghế, cái broken chair phải không? Right? Yeah, broken. Và cái broken ở đây nó thuộc loại verbal phải không? Tại nó không phải là động từ. Nó là verbal nhưng mà loại verbal gì? Loại verbal gì? Yeah, nó là past participle. Okay. Nó là past participle. Trong cái để tìm hiểu ôn cho các anh chị một chút xíu cái bài verbal. Các anh chị phải thuộc lòng cái này, ok? Bài now. Ok. Verbal nó có 3 loại, các anh chị đừng có post ra nha, để tụi mình cho thí dụ 3 loại luôn cho các anh chị. Okay. Loại thứ nhất là, oh I misspelled right there, children. Thì children nó chỉ đóng một vai trò là noun ở trong câu mà thôi. Thí dụ nha, để tụi mình ôn lại quickly cái bài verbal cho các anh chị. Jumping, even. Nó đóng một vai trò mà thôi. Rồi cái loại thứ hai mình gọi nó là participle. Okay. Participle. Thì participle nó có hai loại. Một là present participle, thí dụ như là jumping. Okay. Hai là past participle, thì nó có cái ed hoặc là cái cột thứ ba. Okay. Jump. Right. Thì participle nó có hai loại. Thì cái present participle có phải nó giống như cái gerund không các anh chị? Nhưng mà nó đóng cái vai trò khác. Okay. Participle nó đóng cái vai trò, một vai trò mà thôi là adjective. Okay. Nhớ điều này nha. Cho thí dụ nào. The jumping monkey. Right. Is my. Hay là the jumped monkey. Okay. Is my. Cái con khỉ mà nó đang nhảy đó là của tôi. Cái con khỉ mà nó đã vừa nhảy xong đó là của tôi. And that, cái jumping hay là jumped đều là adjective. Phải không các anh chị? Nó không phải là noun nữa. Right?
mặc dù cái prison and cái prison và teachable and cái children nó giống nhau, nhưng mà nó đóng hai vai trò khác nhau, right? Thành ra các anh chị phải phân biệt nha, không phải lúc nào mình thấy động từ mà có ing mình nói nó là children, không phải. Ok, rồi đó là hai loại verbal. Rồi loại thứ ba mình gọi nó là infinitive, thì nó có chữ to đó, ví dụ như to jump. Okay. Thì infinitive nó đóng ba vai trò luôn. Một là noun, hai là adjective. Okay. Nó đóng ba vai trò luôn. Thí dụ to jump is fun, phải không? Thành ra to jump ở đây nó không phải là động từ, okay? Nó sẽ là danh từ, phải không các anh chị? Vai trò đầu tiên nó là danh từ, right? Vai trò thứ hai là tính từ. Ok, tính từ thì mình cho cái thí dụ cho cái động từ khác nó dễ hơn. Ví dụ câu này nha. Thôi câu này đi, câu nãy đi cho nó dễ thấy. There are no good movie to see. Thì các anh chị thấy to see ở đây nó là infinitive, phải không? Nó bổ nghĩa cho cái chữ movie ở phía trước, phải không nè? Không. Và cái tiếng nào bổ nghĩa cho danh từ là tính từ, phải không? Thành ra to see ở đây nó đóng vai trò làm tính từ. Right? Anh chị thấy điều này không? Say yes đi, please. Phải không nè? Yes, okay. Anh em đừng đừng có vội vã, mình thấy động từ mà nó có chữ to, mình nói nó là động từ, không phải động từ, nó là adjective ở trong câu. Nó là động từ giả, nó gọi là verbal. Bây giờ nó đóng vai trò làm trạng từ nè, cũng là có chữ to luôn. Okay. Viết cái này quá đi. Chị đợi chuẩn bị chút xíu nha. Cũng có chữ to luôn, nhưng mà nó đóng vai trò làm trạng từ. Okay. Thí dụ như câu này. Trạng từ thì nó bổ nghĩa cho ba loại, phải không? Loại thứ nhất là danh từ. Loại thứ hai là tính từ, và loại thứ ba là bổ nghĩa cho chính nó. Ok, thí dụ như câu này. We are looking to buy a car. So to buy ở đây nó sẽ là trạng từ, nó bổ nghĩa cho cái động từ look. Okay. Chứ không phải là động từ nha các anh chị, nó là adverb. And to leave ở đây cũng vậy, to leave ở đây cũng là trạng từ, chứ không phải là động từ nha. Nó bổ nghĩa cho cái tính từ ở phía trước là happy. The couple was happy to leave. So đây nó là infinitive. Function A and adverb modified to the adjective preceded, right? Rồi câu thứ bây giờ nó bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác. Tại trạng từ nó bổ nghĩa cho ba loại từ, thứ nhất là danh từ giống như thứ nhất là động từ như câu thứ nhất we are looking to buy a car. Thứ hai là tính từ was happy to leave, bổ nghĩa cho một cái trạng từ khác. The thief runs quickly to escape.
So to escape ở đây nó sẽ là adverb. Nó là infinitive. Nhưng mà nó function as an adverb modified to another adverb quickly preceded, right? Ok, cái catcher của Tiểu My là ngày thứ hai, ngày thứ ba học grammar, là học về ngữ pháp. Ngày thứ tư, ngày thứ năm thì học về basic English, là học về Anh văn căn bản á. Nghĩa là mình học nói, học viết, học nghe, học hiểu. Thế okay. Đó là ngày thứ tư, ngày thứ năm. Anh văn căn bản là giúp cho các anh chị nào yếu yếu tiếng Anh đó. Thế okay. Yếu yếu tiếng Anh đó. Từ 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thế okay. Từ 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ok, bài học tới đây chấm dứt nha các anh chị. Ngày mai mình sẽ học cái bài mà interview á, nhớ không? Job interview á. Angry Tiger có học bài không? Hả? Nhớ không? Cách đây 2 tuần Tiểu My cho các anh chị 2 tuần lễ đặng ready đó. Mình đọc cái bài đó rồi nè. Viết cái bài đó chưa? Chưa viết phải không? Ngày mai mình sẽ viết cái bài đó. Okay. Các anh chị có thể ở trên cái banner nó có cái link á, coi cái thời khóa biểu các thầy cô ở trong cái room này đó. Với Tiểu My thì thứ hai tới thứ năm từ 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thế okay. Cho tới thường thường cho tới 11 giờ. Có thể sớm hơn, có thể trễ hơn, nhưng mà thường thường là tới 11 giờ. Okay. 8 giờ tối giờ Việt Nam cho tới 11 giờ. Từ thứ hai tới thứ năm. Thứ hai, thứ ba thì học grammar, là học ngữ pháp. Thứ tư, thứ năm thì học basic English. Okay. Okay, and that's it for today, and I'll see you tomorrow then. And chúc các anh chị bên Việt Nam ngủ ngon nha. Chúc các anh chị khác một ngày mà đêm bình an như giá. And thank you very much, Landmark. Yeah, take care. Mình gửi mail lại cho các ốp nha. And bye các anh chị.